gửi đơn tố cáo đến công an vào ngày 3 tháng 3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, ông Dũng Lò Vôi tiếp tục cung cấp đến báo chí một số thông tin liên quan đến vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến khả năng chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên. Theo bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, việc ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm điếc trong các video clip trên mạng xã hội đều là sản phẩm giàn dựng của nhóm ông Yên. Nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa mà hết câm điếc, làm ơn xin hãy lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên đi, luôn cả ra nước ngoài. Nếu ai đã được ông Võ Hoàng Yên chữa câm điếc thành công, lên tiếng đi, giúp ông Yên nói lên tiếng nói khách quan đi. Tôi hết sức xin lỗi, không có một ca nào thành công, bà Nguyễn Phương Hằng nói. Cũng liên quan tới khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, tối ngày 3 tháng 3, ông Huỳnh Uy Dũng cũng tuyên bố Tôi sẵn sàng chi 1.000 tỷ đồng nếu thầy Yên chữa được bệnh cho bà Tánh. Theo ông Dũng, sau khi làm xong hội quán Hưng An Tự ở Bình Thuận, ông mới phát hiện ông Võ Hoàng Yên ăn chặn tiền vật tư xây dựng và tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung. Khi đồng bào mình hoạn nạn thiên tai, bao nhiêu tấm lòng dồn về cả cho miền Trung, vậy mà họ lại ăn chặn tiền cứu trợ, điều này không thể nào chấp nhận được, ông Dũng lò vôi bày tỏ. Ngoài ra, ông Dũng Lò Vôi cũng cho biết mình đã phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên tuyên bố khám chữa bệnh miễn phí nhưng thực chất đều là bán phiếu thu tiền khám chữa bệnh của người nghèo. Phiếu đã bán, tiền đã thu, vô chữa bệnh được hay không được thì cũng mất tiền mua phiếu mất rồi. Nếu đúng chữa được như thế, tôi sẵn sàng cho 1.000 tỷ đồng để chữa bệnh miễn phí cứu bà tánh, ông Dũng Lò Vôi nói. Đã chuyển đi khoảng 135 tỷ đồng, trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết vào sáng ngày 3 tháng 3, vợ chồng bà đã đến công an thành phố Hồ Chí Minh để nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên và đồng phạm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn tố cáo, bà Hằng trình bày với tư cách ủng hộ xây dựng hưng an tự, vợ chồng bà Hằng đã chuyển số tiền 3,2 tỷ đồng cho ông Yên, tuy nhiên, ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích 2,7 tỷ đồng, chiếm đoạt 0,5 tỷ đồng, nhưng đó là phần nhỏ Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết thêm, trong thời gian quen biết gia đình mình, ông Yên thường hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người bởi ông xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trong nhiều vườn thuốc, trong khi ông Yên có nhiều tài sản mà chưa bán được để thanh toán nợ vì các chủ nợ đòi liên tục. Từ cảm kích các hoạt động từ thiện của ông Yên nên tôi đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để trả nợ xây dựng chùa, trả nợ từ thiện, chữa bệnh. Ông Yên gửi cho tôi các số tài khoản của chủ nợ để tôi chuyển tiền trả nợ, sau này tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản của người nhà của ông yên như cha vợ anh em học trò và hoàn toàn không có các chuyện xây dựng rất nhiều chùa hoạt động từ thiện chữa bệnh miễn phí trồng nhiều vườn thuốc như lời ông yên đã nói vợ chồng ông dũng lò vôi trình bày trong đơn tố cáo cũng theo bà hằng bản thân bà đã chuyển tiền đến tài khoản của cha vợ ông yên sau khi phát hiện hành vi lừa đảo của ông yên bà đã yêu cầu người này trả tiền và đã nhận lại 12 tỷ đồng Đến nay, bà Hằng cho hay đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người khác liên quan cung cấp với số tiền lên đến 135 tỷ đồng, có đầy đủ chứng từ chuyển tiền. Trước đó, ngày 2 tháng 3, tại Tổ Đình Hưng Minh Tự, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung ương tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, ông Dũng Lò Vôi, bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Võ Hoàng Yên xung quanh một số lùm xùm gần đây. Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa. Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.